Hello, xin mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Hôm nay mời mọi người cùng gia đình đi uống trà sữa trân châu nha. Đây mình dẫn mấy đứa cháu nè, đi uống trà sữa để xem trà sữa trân châu ở Mỹ và tiệm trà sữa trân châu ở Việt Nam có gì khác nhau ha. Tiệm trà sữa này là Kung Fu Tea ở St. Paul, Illinois. Hôm nay ngày chủ nhật cho nên là rất là đông luôn đó. Đông quá, hôm nay đông quá tiệm trà sữa. Đứa cháu thì tự order, thích uống cái gì thì mình bấm vô, rồi ít đá, ít đường hay là như thế nào đó, ít ngọt thì mình có lựa chọn hết nè, bao nhiêu phần trăm đường, hoặc là muốn thêm cái gì thì mình chọn, mình thích cái nào mình bấm vô cái đó. Cao viên chua liền nữa. Yeah. Đó đang. Tổng cộng là 61 đồng 44 sen cho cái hóa đơn trà sữa của ngày hôm nay nha. Đây là Bi nè. Còn đây là Sylvia. Còn đây là Kendo. Còn đây là Jasmine. Còn đây là Stella. Còn cái list xung quanh nè, đứa nhỏ nhất là Bella. Về xem thêm là ba là được chơi với mấy chị em họ đó, ai cũng thương ba là hết nè. Ba là nhỏ nhất nè. Khi mà thức uống của mình đã làm xong thì họ kêu mình đến lấy. Đây. Mình đem qua bàn thì mình tự mình phục vụ 6 ly trà sữa với 2 hộp snack. Ngọt quá trời ngọt. 1, 2, 3, cheers. Oh, it's really good. Ngon không con? Ngon. Cái đồ ơi ngon không con?